Đây là một mảnh đất khá là rộng mà em để trồng một cái loại dược liệu mà thực ra nó mọc tự nhiên, sau đó thì em cũng phát quang cỏ đi và để cho nó mọc nhiều hơn, đó chính là cái cây xấu hổ hay gọi là cây trinh nữ. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu mọi người một số bài thuốc từ cây này mà hiện tại thì em vẫn đang phối hợp trong những thang thuốc của em để điều trị cho bệnh nhân cực kỳ hiệu quả. Bệnh đầu tiên ấy, đó chính là an thần, chữa mất ngủ, đi sâu giấc ngủ hơn, đó chính là cái cây xấu hổ hay gọi là cây trinh nữ này. Và cái cây này mọi người có thể sử dụng cho em kết hợp một số vị khác, ví dụ như lạc tiên hay tâm sen. Ngoài ra nếu không có thì mọi người có thể dùng nguyên cây này cũng được. Tiếp theo với một căn bệnh nữa là bệnh động kinh. Cái bệnh này khá là ít gặp và cũng ít vị thuốc chữa được, và đây là một vị thuốc tuyệt vời để chữa bệnh động kinh đó. Ngoài ra thì cây xấu hổ có thể chữa về cái chứng bệnh như là phong tê thấp này, đau nhức xương khớp, đặc biệt với những người mà bị tê bại tay chân ấy, có thể sử dụng cái cây này sắc nước đun sôi và uống. Bệnh cuối cùng em muốn giới thiệu mọi người đó chính là bệnh tăng huyết áp. Thì cái cây xấu hổ này ngoài ra nó có thể kết hợp được một số vị thuốc khác, ví dụ như là cỏ mần trầu có thể hạ áp rất là tốt, rất là nhanh. Và nếu như mọi người có nhu cầu tư vấn bệnh hay là thuốc đông y, đặc biệt là kết hợp thuốc thang để hiệu quả hơn nữa từ những vị thuốc như thế này, thì có thể liên hệ trực tiếp với số của em là bác sĩ Phương 0989 517 397. Và mọi người khi sử dụng cây thuốc này thì cố gắng sử dụng những vị thuốc nguồn gốc rõ ràng này, hoàn toàn tự nhiên. Mong mọi người theo dõi và chia sẻ cho video này. Em xin cảm ơn.